Hello, Ti xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Xà Lan. Cô chú, anh chị ơi, hiện bây giờ Ti đang ở trong bếp, Ti đang chiên bánh xèo. Đó, đây là nguyên liệu chiên bánh xèo của Ti đây. Hôm nay Xà Lan đậu chung với em Diễm á. Hai chị em đang chờ nhận hàng nhưng mà nằm tài lâu quá. Buồn quá, không biết làm gì, hai chị em bày biện ra đổ bánh xèo. Có bé Diễm thì mới làm á, chứ mình anh đi thì cũng làm biếng lắm. Tại mình làm cực mà không có người ăn á, ăn có mình ơn cũng ngon lành vậy đó. Mình làm vậy là cái có người này người kia ăn đông đông cho nó vui. Để Ti quay cái bánh của Ti đang đổ cho cô chú anh chị coi nha. Cũng tạm ok, không được ngon giống như ngoài chợ nhưng mà cũng ok, cũng ăn được. Đây là cái hàng sáng ở trong bếp, bữa nay bày biện cái bếp quá trời luôn này. Đây, tô nước mắm. Nước mắm này của em Diễm làm. Nhưng thịt vịt với lại tôm, củ sắn, củ cải, cà rốt với lại giá mình sẽ làm nhân của bánh xèo. Đây là một cái ti chiên lúc nãy lo nói chuyện không, lửa hơi lớn, nó hơi cháy chút xíu rồi. Chiên bánh đầu tiên á, mình sẽ chiên thử một cái, mình chiên không. Mình chiên thử coi cái bột nó đã vừa chưa, mình còn canh nước á, có khi bột nó đặc quá thì bánh nó sẽ không có được giòn. Cho nên những cái đầu tiên mình sẽ chiên bánh không trước. Rồi sau đó mình hãy để nhân vô mình chiên. Nó khi mà chiên á, Ti sẽ lấy một cục mỡ. Mỡ này Ti thắng cho nó săn săn lại rồi mình chấm vô dầu nè. Rồi mình tha lên vòng vòng cái bánh, mình thoa lên cái miệng của cái chảo á, cho cái bánh nó được giòn hơn. Còn đây là cái nồi bột. Ở trong cái nồi bột này sẽ có bột bánh xèo hương xưa, bột chiên giòn Vĩnh Thuận, nước cốt dừa, rồi hai cái trứng vịt, bột nghệ và Ti sắc thêm một số hành lá vô nữa. Người ta nói mình đổ bia vô trong cái bột này nè thì cái bánh nó sẽ giòn. Nhưng mà hết bia rồi chứ Xà Lan không có bia cho nên Ti không có để bia vô. Chiên bánh xèo á, Ti thấy khó nhất là cái phần pha bột thôi. Bột không ngon thì bánh nó sẽ không có được giòn. Ăn bánh xèo á, Ti thích ăn cái bánh ở ngoài cái rìa cho nó giòn Ti mới chịu. Mà làm nhiều lần á, từ từ mình sẽ có kinh nghiệm. Lúc đầu Ti làm cũng không có được nhưng mà bây giờ làm ăn cũng đỡ đỡ rồi, không có ngon giống như ngoài chợ nhưng mà làm ăn cũng tạm được. Mình sau khi mình thoa dầu lên cái chảo, mình sẽ chờ cho cái chảo nó nóng đều, rồi mình hãy đổ bánh, thì cái bánh của mình ấy sẽ tròn và nó không có bị dày, nó sẽ mỏng hơn. Mà chiên bánh xèo Ti thấy nếu như mà mình chiên bếp củi á, nó sẽ ngon hơn là chiên bếp ga. Tại vì chiên bếp củi cái phần lửa ở dưới đít chảo nó sẽ tỏ đều cái chảo và cái chảo nó sẽ nóng đều hơn là mình chiên bếp ga. Chiên bếp ga vậy thì nó chỉ nóng ở dưới đít thôi à, còn cái phần cái miệng chảo nó không có được nóng, mình phải xoay cái chảo cho nó nóng đều cái chảo mới được. Sau đó mình quậy bột lên cho đều rồi mình múc bột mình đổ nha. Tại vì trong lúc mà mình chiên á, một hồi bột nó sẽ lắng xuống ở dưới đáy. Mình phải quậy lên.
canh một cái giá bự vậy là vừa cái chảo bánh luôn à. Lửa nhỏ nhỏ thôi nha, lửa lớn quá là sẽ bị khét á. Bánh xèo miền Tây á, thường thường là có đậu xanh nữa. Nhưng mà hồi sáng Ti quên, Ti không có ngâm đậu xanh cho nên là làm không có kịp. Rồi, bây giờ thì xong rồi, đậy nắp lại cho phần giá nó chín nha. Mình đậy nắp lại như vậy rồi một lát nữa mình sẽ dở nắp ra mình canh và mình sẽ chở cho cái chảo nó đều á, để nó không bị khét. Mình phải xay cho cái chảo nó nóng vòng vòng cái miệng bánh á thì cái bánh nó mới giòn được. Thật ra Ti làm thất bại cũng nhiều lần lắm á, nhưng mà từ từ mình sẽ có kinh nghiệm, mình sẽ quen. Đi xa hơi đúng không? Đi xa hơi đó chị. Nhiều bột quá vậy. Không. Không có chỗ này. Nó bự mà. Cái giò phải nhón luôn. Lùn quá. Trời này mà mua cái bếp giống Minh Cưng xài là chị phải nhón. Bếp bên em xài, chị xài em lắm. Bếp nó cao. Ở trên bờ thì khỏe, ở trên bờ thì chạy xe chạy tẹt ra ngoài đường chút xíu là có đồ ăn ăn rồi. Còn ở dưới xà lan sông nước là vậy đó, muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn ăn thì phải học làm. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay. Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Trời, cái tủ tạp hóa của Ti, anh Nam anh ăn hết trứng rồi mà ông không giục cái vỏ nữa. Thiệt tình luôn á, tình anh năm này luôn á. Ôi cô chú anh chị ơi, mời tất cả cô chú anh chị ăn bánh xèo với hai chị em Ti nha. Hai ông thiền trưởng ăn xong rồi nhưng mà mấy ông ngại quay á, mấy ông không có quay phim. Bây giờ còn hai chị em ăn à. Đây là nước mắm nè, mình có bỏ thêm một ít củ cải trắng và củ cải đỏ vô nữa. Còn đây là rổ rau, nhưng mà cái rau này á mình thiếu rau dường. Nếu mà ở quê á thì mình có thêm mấy cái rau khác nữa ăn nó sẽ ngon hơn. Chị ơi, thợ khéo, cái này là thợ khéo có một bánh bị khét rồi. Lo nói chuyện lo quay clip á, khét bánh luôn. Thợ dường thiếu rồi, bữa nay bị thiếu người à. Ăn bánh xèo này mình phải dùng chị Năm mới được, phải nhờ chị Năm hỗ trợ. Ê chị chiên nhân hơi ít không nhở? Chị làm nhân hơi ít không? Được rồi chị. Tại chị thấy nhiều quá ngán. Ngán lắm, đúng rồi. Nhiều quá bị ngán. Này, cái nước mắm nó chua như là dừa luôn á. Ăn được mà phải không? Cái này mà có lá cách mới ngon. Cái tưởng mới ngon. Hổng đài á, Ti đậu ở trên
Sài Gòn không có mua đồ ăn được, cho nên là không có nấu món gì được hết trơn á. Vậy mưa gì mà hết đến mưa này tới đến mưa khác, giờ chuyển tới nữa rồi kìa. Bây giờ mới mua được đồ ăn mà làm. Có cái gì mình dùng cái đó. Chừng nào nhận gọi đi đặt trà sữa nha. Hôm qua em đặt rồi. Ủa? Hôm qua em đặt rồi, chắc chiều nay nó giao á. Uống nữa hả? Ừ, mới em uống em 2 ly trà sữa khoai môn. Không có matcha hả? Có. Mà em thấy nó để nó đăng lên cái hình khoai môn thấy đẹp quá. Mình tưởng không có bia nó sẽ bị dai, nhưng mà cũng giòn, cũng giòn. Cô chú anh chị ơi, vừa nãy mới mưa một đám quá trời quá đất luôn. Hiện giờ thì vẫn còn mưa lâm râm. Tới tài xà lan mình nhận rồi đó, nhưng mà ở trên bờ á, xe lại nhận hàng quá nhiều quá đông, cho nên không có nhiều công nhân để mà làm hàng cho mình. Giờ này Tiêu vẫn còn đang đậu chờ nữa nè. Nằm hôm nay là một tuần lễ rồi đó cô chú ơi. Ở đây là nhà máy phân bón Bình Điền. Phân bón Đầu Trâu. Mưa quá trời mưa, chưa có rửa chén được. Một hồi hết mưa hai rửa chén. Đây là mớ trái cây mà hồi sáng Tiêu mua. Tiêu mua của xuồng hàng á, nhưng mà có trái bị hư rồi. Có mấy trái bị hư rồi nè. Giờ mình sẽ gọt mình ăn mấy cái trái bị hư này trước. Mấy trái này bị hư nè. Ở dưới này có đồ ăn là mừng lắm rồi cô chú anh chị ơi, chứ mình không có lựa chọn cái loại ngon loại dở gì hết. Cái nào còn ăn được thì cứ ăn thôi à. Bây giờ không có giống như lúc trước nữa. Lúc trước thì mình ăn mình lựa đồ ngon đồ này kia đồ, còn bây giờ có đồ ăn là hên lắm rồi. Bình thường thì ở trên bờ thì mình đi chợ được, mình có thể mua những cái trái lớn hơn, nhưng mà ở dưới này xuồng hàng á, người ta bán nhỏ nhỏ vậy không à. Mấy trái bị hư này là mấy cái trái mà chị bán chỉ cho thêm á. Bây giờ Ti gọt lại. Cái nào ăn được thì ăn, mình đừng có bỏ phí. Cô chú anh chị có tin không? Thậm chí là lúc trước không có đồ mua được đồ ăn á, làm những cái trái ớt mà bị úng á là Ti cũng không có bỏ luôn á. Ti để Ti kho cá kho thịt. Mấy trái ớt mà hơi úng là Ti để là Ti ăn luôn, không có bỏ. Bây giờ khó khăn á, đâu phải như lúc trước đâu, muốn mua đồ ăn lúc nào cũng có, muốn ăn gì cũng được. Rồi cái này bị hư luôn rồi. Mặc dù cái trái nó không có lớn, trái nhỏ nhỏ không à, nhưng mà ăn nó cũng ngọt lắm cô chú ơi. Bây giờ Ti sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.